Đức Phật dạy tu tập ba pháp môn đoạn tận lậu hoặc. Lời Phật dạy: 1. Hộ trì các căn. 2. Tiết độ ăn uống. 3. Chú tâm tỉnh giác. Chú giải: Muốn đoạn tận các lậu hoặc thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta có ba điều quan trọng cần thiết phải tu tập hàng ngày để đoạn trừ cho được lậu hoặc. Đó là: 1. Hộ trì các căn. 2. Tiết độ ăn uống. 3. Chú tâm tỉnh giác. Điều thứ nhất, hộ trì các căn, tức là pháp môn độc cư mà trong bài tinh cần hộ trì chúng tôi đã giảng ở trên. Bởi vì hộ trì các căn là một sự tối cần thiết cho việc tu tập đoạn trừ lậu hoặc. Nếu quý vị không giữ gìn trọn vẹn hạnh độc cư thì chẳng bao giờ hết lậu hoặc. Hạnh độc cư quan trọng đến mức độ nào trong sự tu tập vô lậu mà Đức Phật ví dụ? Người giữ gìn hạnh độc cư như con tê ngưu một sừng, thì quý bạn nên lưu ý nó quan trọng đến mức độ nào trong con đường tu tập giải thoát của các bạn. Hộ trì các căn thuộc về pháp môn tinh cần hộ trì. Nó là một trong bốn pháp tinh cần của đạo Phật mà Đức Phật đã khéo nhắc nhở chúng ta phải siêng năng hộ trì các căn. Một lần nữa, khi Đức Phật dạy đến cách thức đoạn tận lậu hoặc thì pháp môn hộ trì các căn lại đứng hàng đầu, làm tướng tiên phong xung trận đoạn tận lậu hoặc. Như vậy, hộ trì các căn, các bạn phải biết nó là một pháp môn có tầm cỡ rất quan trọng trong vấn đề tu tập theo đạo Phật. Vì vậy, chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại với các bạn rất nhiều lần, nhưng các bạn không tin lời chúng tôi. Do đó, chúng tôi xác định rằng các bạn tu hành sẽ không đi đến đâu cả, chỉ loanh quanh trong các trạng thái tưởng của tưởng ấm. Điều thứ hai, tiết độ ăn uống là pháp đoạn tận lậu hoặc của Phật giáo. Như các bạn đã biết, trong giới bổn thập giới sa di, Đức Phật cấm không cho thầy sa di ăn uống phi thời, ngày chỉ một bữa. Đó cũng là phương cách sống tiết độ ăn uống để đạt được mục đích đoạn tận lậu hoặc. Vả lại, trong 10 giới thánh đức sa di thì tiết độ ăn uống là một thánh đức ly dục. Mà người tu sĩ đệ tử của Phật muốn trở thành một vị thánh tăng, thánh ni thì không thể nào sống phi thánh đức này được. Nó là pháp môn ly dục, ly ác pháp tuyệt vời. Vì thế, nó là một phương pháp đoạn tận lậu hoặc trong ba phương pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta ở trên. Bởi vậy, chúng ta phải hiểu trong vấn đề ăn uống. Ăn uống không đúng cách, phi thời, rất ảnh hưởng đến sự tu tập, ly dục, ly ác pháp của đạo Phật. Nói một cách khác cho dễ hiểu, ăn uống phi thời không bao giờ nhập được chánh định, tứ thánh định, chỉ nhập vào các loại định tưởng, tà định của tà đạo. Cho nên, một người ăn uống phi thời thì không bao giờ đoạn tận lậu hoặc được. Đó là một điều hiển nhiên, không ai chối cãi được, phải không các bạn? Chúng tôi nhờ không ăn uống phi thời nên tâm mới ly dục, ly ác pháp. Nhờ đó chúng tôi mới hoàn tất được con đường tu tập của mình. Ngày nay, chúng tôi mới thở được một hơi thở nhẹ nhàng khi đứng trước giặc sanh tử luân hồi. Điều thứ ba, chú tâm tỉnh giác là pháp đoạn tận lậu hoặc của Phật giáo. Các bạn có lưu ý điều này không? Từ khi bắt đầu theo tu học với Phật giáo, lúc tập đi kinh hành, cũng như khi tập luyện 18 đề mục hơi thở. Nói chung là các pháp của Đức Phật, lúc nào Đức Phật dạy chúng ta tu tập cũng đều dạy chú tâm vào thân hành để đạt được sức tỉnh giác. Không ngờ sự chú tâm tỉnh giác ấy lại là một pháp môn đoạn tận lậu hoặc rất tuyệt vời. Càng tu tập tỉnh thức thì càng xả tâm dễ dàng. Càng tu tập tỉnh thức thì tâm càng định tĩnh trên thân hành. Và nhờ đó mà bảy giác chi xuất hiện. Bảy giác chi xuất hiện
là 7 năng lực, chứ không phải là 7 giác chi suông. Khi chúng xuất hiện, giúp cho chúng ta nhập định dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có tốn công sức nhiều. Tóm lại, bài giải thứ nhất của Đức Phật trên đây, chúng tôi trích dẫn và chú giải mục đích làm sáng tỏ và cũng để chấn chỉnh lại Phật giáo, để mọi người biết rõ giáo lý của Đạo Phật và giáo lý của ngoài đạo đều không giống nhau. Giáo pháp của Phật có 3 pháp môn vô lậu, đó là giới, định, tuệ, còn gọi là tam vô lậu học, mà ngoại đạo thì không bao giờ có. Nếu ai sống và tu tập đúng pháp môn này thì nhận ra sự vô lậu ngay liền ở tâm mình. Tam vô lậu học, giới, định, tuệ, pháp môn mà Đức Phật tu tập đã thành chánh quả. Do đó, Ngài muốn khuyến khích chúng ta ở đời sau nên dạy: với pháp này ta đã chân chánh giác ngộ, ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy, để chúng ta có thêm một lòng tin sâu sắc, không bị tà giáo lừa đảo, hay còn mang một ý nghĩa lừng chừng bán tin bán nghi Phật pháp. Đó là bài dạy thứ nhất trong tập kinh này. Còn bài dạy thứ hai, tóm lại, Ngài xác định cho chúng ta biết cái thế giới của chúng ta đang sống là cái thế giới chấp thủ của tâm điên đảo, của tưởng điên đảo, của tình điên đảo và của kiến điên đảo, để chúng ta biết như thật, đừng có đắm đuối ham mê ưa thích cái thế giới không thật đó. Vì tất cả mọi vật trong thế giới này là do duyên hợp mà thành, chứ không có thật. Vậy chúng ta hãy đi tìm cái chân thật. Cái chân thật chỉ cần tu tập đúng lời dạy của Đức Phật, khi tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ thì nó đang ở trước mắt chúng ta. Đó là cái vĩnh cửu muôn đời. Cái đó hoàn toàn không do duyên hợp mà thành, mà phải do công phu tu tập mới có. Thật sự nó không phải có sẵn. Xin các bạn đừng hiểu lầm cái Phật tánh có sẵn như Thiền Tông và Kinh sách Đại Thừa dạy. Đó là cái Phật tánh tưởng. Thân ngũ uẩn là do năm duyên hợp lại mà thành thân con người, nên trong đó không có một vật gì thường hằng vĩnh viễn. Khi thân ngũ uẩn tan rã thì năm duyên cũng tan rã, không còn một duyên nào cả. Đức Phật dạy, nếu thân ngũ uẩn này còn có một vật gì thường hằng thì đạo ta không ra đời. Đó là bài dạy thứ hai. Và bài dạy thứ ba, tóm lại, có 4 tinh cần người tu hành cần phải siêng năng tu tập. Trước tiên, người tu theo đạo Phật hàng ngày phải siêng năng chế ngự tâm mình. Tinh cần chế ngự, xin các bạn nên hiểu, chế ngự khác nghĩa với ức chế. Nếu các bạn không hiểu nghĩa này là các bạn sẽ tu sai pháp. Chế ngự thân tâm sẽ trở thành ức chế thân tâm. Do không hiểu nghĩa này nên các nhà sư của nhiều hệ phái đã biến Đại Thừa, các thiền sư Đông Độ và các sư Nam Tông theo pháp tu chế ngự tâm trở thành pháp tu ức chế tâm, khiến sự tu hành chẳng đi đến đâu mà còn thành bệnh tưởng. Pháp thứ hai là phải siêng năng bất cứ lúc nào gặp ác pháp là phải đoạn tận. Xin các bạn đừng hiểu lầm ác pháp là vọng niệm của mình. Ác pháp có 2 phần. 1. Ác pháp thuộc về thân. 2. Ác pháp thuộc về tâm. Ác pháp thuộc về thân là thân bị bệnh đau nhất chỗ này chỗ khác. Ác pháp về tâm, khi có một tâm khởi lên, tâm ấy thuộc về tham sân si, có nghĩa là tham ăn, tham ngủ và phiền não, giận hờn, buồn rầu, lo sợ. Đó là hại tâm. Khi có thân bệnh hoặc có những hại tâm như trên thì phải tinh cần siêng năng đoạn tận nó, không được để trong thân tâm chúng ta. Phải bằng mọi cách đoạn tận nó, không được để từ giờ này sang giờ khác. Pháp thứ ba là pháp phải siêng năng tinh cần tu tập 37 pháp môn trợ đạo. Tu tập phải kỹ lưỡng, phải từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, không lúc nào quên tu tập. Tu tập các pháp môn này
chỉ có nương vào hành động nội và ngoại của thân chúng ta. Pháp thứ ba là phải siêng năng tinh cần hộ trì các căn từng phút, từng giây không được biến trễ. Đó là pháp độc cư, một bí quyết tu tập để thành tựu thiền định, hay nói cách khác là nhập các định và thực hiện tam minh. Trên đây là bốn điều cần phải siêng năng tu tập hàng ngày, thì con đường sanh tử luân hồi của các bạn sẽ chấm dứt. Bài pháp cuối cùng trong tập sách này là đoạn tận lậu hoặc. Đoạn tận lậu hoặc, như các bạn đã từng tu tập qua sự hướng dẫn của thầy, đoạn tận lậu hoặc gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, hộ trì các căn. Các bạn đều biết pháp tu này, không ai mà còn xa lạ nó, phải không các bạn? Phần thứ hai, tiết độ trong ăn uống. Phần này các bạn cũng thông suốt. Chính vì ăn uống phi thời mà các bạn chẳng bao giờ đoạn tận lậu hoặc được. Có đúng vậy không thưa các bạn? Phần thứ ba, chú tâm tỉnh thức. Phần này các bạn đã tu tập quá nhiều, nhuần nhuyễn, không thể nào không biết. Phải không hỡi các bạn? Tất cả những pháp Đức Phật đã dạy trên đây, các bạn đều thông suốt. Chỉ còn tu tập thì sự giải thoát sẽ đến với các bạn, không còn sợ lạc vào đường lối tu tập sai pháp của các tổ và kinh sách phát triển Đại Thừa và Thiền Tông nữa.